Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020 của kênh truyền hình VTC14. Mở đầu bản tin là thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cung cấp. Toàn quốc xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 43 người, bị thương 26 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 51 vụ, làm chết 41 người, bị thương 25 người. Đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. Đường thủy không xảy ra vụ nào. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 12.264 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1.629 phương tiện các loại, tước 1.921 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 1.215 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, có hơn 16.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, trong đó có 2.618 xe chở người và hơn 14.000 xe chở hàng. Cục Đăng kiểm cho biết, việc các phương tiện hết niên hạn sử dụng mà vẫn tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về tai nạn giao thông và trái với quy định của luật giao thông đường bộ và nghị định của chính phủ. Theo đó, sau khi rà soát xe hết niên hạn và qua báo cáo của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tổng số xe hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 là 16.661 xe ô tô, trong đó có 2.618 xe chở người và 14.043 xe chở hàng. Cục đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp số liệu cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông các tỉnh, thành phố, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra, thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường, xử lý các chủ phương tiện vi phạm, tịch thu phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, giai đoạn thi công đường hoa từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, vị trí gần đường Tôn Đức Thắng. Đối với công trình đường sắt, đường sách từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Thiệp và các loại xe lưu thông trên đường Ngô Đức Kế và đường Mạc Thị Bưởi, đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ. Từ 16 giờ ngày 22 tháng 1 đến 6 giờ ngày 29 tháng 1, vào giai đoạn phục vụ người dân tham quan đường hoa và đường sách sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng. Đường Mạc Thị Bưởi đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ, đường Ngô Đức Kế đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Đồng Khởi. Cùng với đó sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường kết nối từ đường Đồng Khởi vào đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiệp, Lê Lợi và trên các tuyến đường kết nối từ đường Hồ Tùng Mậu, Pasteur vào đường Nguyễn Huệ, Hải Triều, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Lê Lợi. Trong những ngày này, người dân tìm lộ trình thay thế khác như đường Tôn Đức Thắng, Công trường Mê Linh, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn hoặc đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Công trường Quách Thị Trang, Lê Lợi, Pasteur, Lê Thánh Tôn. Thưa quý vị, thị trường hàng không Tết năm nay tăng trưởng 12% so với Tết năm 2019 và tăng 22% so với ngày thường. Trong khi đó, tuyến đường sắt, nhiều tuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến miền Trung, Bắc ngày giáp Tết đã hết giường nằm. Trước tình hình trên, đại diện các hãng tàu và hàng không cho biết sẽ đồng loạt tăng chuyến vào dịp Tết. Theo đó, dự báo thị trường hàng không Tết năm nay tăng trưởng 12% so với Tết năm 2019 và tăng 22% so với thường lệ. Để tăng chuyến dịp cao điểm, các hãng hàng không đã bố trí tăng bay đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất đến các sân bay khác như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng. Dự kiến các ngày cao điểm Tết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón 1.100 chuyến bay, sân bay Nội Bài đón khoảng 600 chuyến cất hạ cánh, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu hành khách, ngành đường sắt nối thêm toa xe để tăng thêm chỗ trên tàu Thống Nhất hướng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày từ 13 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 với 418 chỗ giường nằm, 1.200 chỗ ghế ngồi. Tàu chạy hướng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội tăng thêm 418 chỗ giường nằm, 1.200 chỗ ghế ngồi. Ngành đường sắt đã tổ chức bán vé tàu Tết đợt 3 nhằm cung cấp nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Đặc biệt trong dịp này, 45 toa xe được nâng cấp có chất lượng cao sẽ được đưa vào phục vụ hành khách. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp Tết Canh Tý 2020, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng trên 3,7 triệu lượt và có 965 chuyến bay cất, hạ cánh mỗi ngày vào giờ cao điểm.
Theo đó, dự kiến ngày cao điểm trước Tết là 28 tháng Chạp có khoảng 965 lượt chuyến bay cất hạ cánh. Cao điểm sau Tết là ngày 6 tháng Giêng với khoảng 954 lượt cất hạ cánh. So với Tết năm 2019, số lượng cất hạ cánh tăng đến 56 lượt, tăng kỷ lục từ trước đến nay. Để đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất đã có sự đầu tư hạ tầng đồng bộ. Tại khu vực nhà ga quốc nội, Vietnam Airlines đã lắp thêm 10 kiosk check-in tại sảnh A để tăng năng lực phục vụ hành khách, giảm ùn tắc khu vực xếp hàng làm thủ tục. Hiện có tổng cộng 50 máy làm thủ tục tự động tại khu vực ga quốc nội của hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet, tăng 10 máy so với Tết năm 2019. Sân bay đã bổ sung điều chỉnh các điểm an ninh soi chiếu nhằm tăng thêm 20% năng lực soi chiếu hành khách so với năm 2019. Hệ thống dẫn đầu máy bay cũng được khai thác tổng cộng 86 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm, tăng 14 vị trí đỗ so với Tết năm 2019. Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với số tiền thu được từ dịch vụ đường dẫn vào các nhà ga hàng không của ACV. Bộ Tài chính chỉ rõ là ACV đã thu phí phương tiện trên đất làm đường dẫn vào sân bay thì phải nộp tiền thuê đất cho nhà nước theo quy định. Theo đó, Bộ Tài chính cho biết trường hợp đất công cộng không có mục đích kinh doanh thì ACV được giao đất mà không phải nộp tiền sử dụng. Tuy nhiên, phần giá trị tài sản trên đất đường dẫn vào sân bay do ACV đầu tư và có thu tiền, khi đó là có mục đích kinh doanh nên phải nộp tiền thuê đất theo quy định. Như vậy, từ khi triển khai thu phí sử dụng đường dẫn vào sân bay đến nay thì ACV chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính là nộp tiền thuê đất cho nhà nước. Theo Bộ Tài chính, Tổng công ty Hàng không phải truy thu đủ số tiền thuê đất từ khi bắt đầu thực hiện thu phí. Sau kết luận thanh tra, ACV vẫn duy trì việc thu phí vào sân bay dù bị nhiều ý kiến phản đối. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng việc thu phí ô tô vào sân bay để bù đắp chi phí duy tu bảo dưỡng và duy trì hoạt động điện, nước và nhân viên an ninh. Đồng thời khoản thu này như là một cách để đảm bảo an ninh, điều tiết lượng xe ra vào sân bay. Tiếp theo sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng nay, xe container 43C06660 do tài xế Nguyễn Tấn Tuân, 51 tuổi, ngụ xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cầm lái chạy trên đường tránh phía nam hầm Hải Vân theo hướng Bắc Nam thì mất lái lao sang hướng ngược lại. Xe container sau đó đâm vào vách núi trong tình trạng hư hỏng, nằm chắn hết hai hướng xe chạy trên đường này. Vụ việc khiến các phương tiện khác không thể di chuyển qua đây suốt nhiều giờ liền. Lực lượng thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp phối hợp cùng đơn vị quản lý hầm Hải Vân đã tập trung lực lượng điều tiết phân luồng giao thông. Một xe cẩu loại lớn đã được điều đến để cứu hộ, kéo xe container rời khỏi hiện trường. Giao thông mới dần ổn định trở lại. Hình ảnh trong video cho thấy, tài xế container mất lái khiến xe tụt dốc không phanh và đâm vào rào chắn bên đường. May mắn, đầu xe vẫn còn mắc lại trên bãi đá nên không rơi xuống vực. Sự việc xảy ra trên đường ở Đồng Văn, Hà Giang vào hôm 12 tháng 1 vừa qua. Nhiều người cho rằng tình huống trên quá nguy hiểm, mặc dù điều kiện thời tiết không có mưa, đường không trơn trượt và không có sương mù che khuất tầm nhìn. Sáng ngày 13 tháng 1, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 20 khiến chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B19834 của nhà xe Hiệp Hòa đã bị thiêu rụi vào đêm qua 12 tháng 1. Được biết, chiếc xe này do tài xế Sơn Ngọc Thành, 43 tuổi, trú tại An Giang điều khiển, chở hơn 15 hành khách lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua khu du lịch rừng Madaway thuộc địa phận tổ dân phố 1 thị trấn Madaway, chiếc xe bị nổ lốp, ngọn lửa phát ra dưới gầm xe rồi nhanh chóng lan sang các bộ phận khác. Tài xế và phụ xe hô hoán cho hành khách kịp thoát ra ngoài. Phụ xe cố gắng giải phóng một số kiện hành lý trong khoang hành khách của xe cùng tài xế dùng bình chữa cháy mini khống chế ngọn lửa nhưng không hiệu quả. Công an huyện Đạo Hoai và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an Lâm Đồng đóng tại huyện Đà Tẻ cấp tốc điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Đám cháy được dập tắt nhưng chiếc xe đã bị cháy trơ khung. Vụ hỏa hoạn khiến giao thông trên quốc lộ 20 bị ách tắc, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 3 km. Tại Thái Bình, một nhóm thanh niên điều khiển 5 xe Exciter với tốc độ cao vượt qua trước cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn. Một xe trong nhóm đâm vào ô tô 4 chỗ khiến 2 nam thanh niên thương vong. Sự việc xảy ra trên đường 39B đoạn qua xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau va chạm, người điều khiển phương tiện tử vong.
người ngồi sau bị thương nặng, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, xe máy Exciter biến dạng. Tai nạn là một lời cảnh tỉnh cho các tài xế liều mình bất chấp luật lệ giao thông, bất chấp tính mạng của bản thân và tính mạng của những người xung quanh. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, lượng hành khách đổ về các bến xe lại gia tăng đột biến, kéo theo đó là các hệ lụy nhồi nhét khách, thu giá quá quy định. Để ngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới đây đã khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm các hiện tượng trên. Ghi nhận sau của VTC14 cũng sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thứ nhất là về luật đường bộ 2008 thì đã quy định là đã uống rượu bia là không lái xe cách đây 10 năm. Và đến bây giờ Nghị định 100 là đã triển khai mở rộng thêm. Tức là đối với các cái loại phương tiện khác, kể cả xe máy. Cho nên tất cả đã ai tham gia sử dụng các cái phương tiện là không được uống rượu bia rượu. Thì cái này là cái mà tất cả các doanh nghiệp cũng như lái xe là phải quán triệt rất rõ ràng. Và đặc biệt các chủ doanh nghiệp, nếu đã lái xe mà uống bia rượu thì không được cho cầm lái. Cái thứ hai là đối với những tuyến dài. Thì dứt điểm là trên 300 km thì phải có 2 tài xế lái xe tối thiểu để đảm bảo cái an toàn và 4 giờ phải cho lái xe nghỉ. Hai nữa là các cái hệ thống dây an toàn là phải thực hiện nghiêm túc theo quy định để đảm bảo an toàn cho người dân. Cái thứ ba nữa là dứt điểm là sẽ không chở cái quá tải, quá số người quy định để đảm bảo được cái chất lượng phục vụ. Bến xe khách Mỹ Đình vào những chiều cuối năm, so với nhiều năm về trước, lượng hành khách đi lại không tăng đáng kể. Một số tuyến, chất lượng phương tiện và dịch vụ hiện đã được các doanh nghiệp chuẩn bị để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Nguyên đán. Các lái xe, doanh nghiệp cho biết hiện giá vé vẫn giữ nguyên và chưa tăng. Cái giá vé thì trước mắt bây giờ là cũng vẫn đang giữ ổn định, đang giữ bình ổn, còn ít nữa nó biến động như nào nữa thì lúc đấy chúng em mới biết. Hiện tại giá vé bây giờ đang ở cái mức trung bình. Không, giá vé thì công ty chúng tôi là vẫn giữ nguyên, không thay đổi như nào. Đại diện lãnh đạo các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết hiện chưa nhận được các văn bản, thông báo của các doanh nghiệp xin tăng giá vé. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý, các bến cho rằng hiện lượng hành khách đang sụt giảm. Vì thế, việc các doanh nghiệp ổn định giá vé là rất cần thiết nhằm thu hút hành khách sử dụng xe khách tuyến cố định. Các bến cũng lo ngại rằng hiện tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải. Chúng tôi thấy rằng là hiện nay thì cái việc mà phát triển của các cái công nghệ cũng như là từ đó thì là xuất hiện những cái loại hình là xe hợp đồng, trá hình, hành khách có thể gọi điện hoặc liên hệ trực tiếp với cả nhà xe và đón đỗ ở tại những địa điểm khác nhau trong thành phố, từ đó dẫn đến là cái giảm cái lượng hành khách. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trước, trong và sau dịp Tết sẽ tăng cường phối hợp chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố để kiểm tra, giám sát chặt chẽ phương tiện rời bến, đồng thời ứng trực đường dây nóng kịp thời phát hiện vi phạm để có hướng, biện pháp xử lý nghiêm. Tổ chức tất cả từ cái hệ thống của cục đến tổng cục và các cái an toàn giao thông của Bộ Giao thông Vận tải đã công bố các cái số đường dây nóng. Và đặc biệt chúng tôi phối hợp chặt chẽ với C08, tức là cảnh sát giao thông, để khi người dân có cái phản ánh qua đường dây nóng về số xe tất chở có người là tới xử lý bắt ngay. Tức là vừa rồi thì trong cái tuần vừa rồi đã có một vài xe, tức là đã được người dân báo, thì chúng tôi đã cùng với C08, tức là Bộ Công an đã
kiểm soát và đã xử lý ngay. Tình trạng bát nháo xe khách, nhồi nhét và thu quá giá quy định hiện đang là vấn nạn vào mỗi dịp lễ Tết. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát sẽ là biện pháp hiệu quả để ngăn chặn.